Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn quay trở lại với Sunshine Bangkok. Mình là Minh và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc ở Bangkok, Thái Lan. Và ngày hôm nay là ngày mà mình quay trở lại Thái Lan sau 2 tuần về thăm Việt Nam. Và mình sẽ dắt mọi người đi cùng mình để xem là cái chương trình Test and Go hiện tại ở Thái Lan như thế nào. Và những cái lưu ý cũng như là thủ tục trong quá trình mà mình check-in trở về Thái Lan sẽ như thế nào nha. Và hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho mọi người trong cái chuyến du lịch Thái Lan sắp tới của mọi người nha. Và đừng quên là like, share, subscribe và nhấn cái chuông thông báo nếu mọi người thích video của mình nha. Còn bây giờ thì chúng ta lên đường thế nào? Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang ở sân bay Tân Sơn Nhất và mình đang chờ giờ mở cửa để chuẩn bị check in bay về Bangkok. Chuyến bay hôm nay của mình là xuất phát vào lúc 10:10 và bay với hãng Thai Smile nha mọi người. Thì hiện tại thì mình thấy là cũng khá là đông á mọi người. Chắc là do các nước mở cửa rồi nên là mọi người cũng đi du lịch nhiều á. Một chút review cho các bạn về hãng hàng không Thai Smile nha. Hãng này thì với giá cả rất là hợp lý và dịch vụ rất là tốt. Đặc biệt ở chỗ là hãng sẽ cho mình 30kg hành lý ký gửi miễn phí luôn. Đối với Vietnam Airlines thì họ chỉ cho 23kg thôi đúng không? Nhưng mà hãng này thì cho hẳn 30kg luôn nha mọi người. Trời, không có thang máy. What the hell? Trời, nhìn nè, mình sẽ xách cái này xuống nữa chứ. Hai mọi người thì hiện tại là mình đã check in xong, scan qua hải quan, đang chờ lên cửa máy bay. Thì mình sẽ có thời gian rảnh để ngồi review lại cho các bạn một số những cái thủ tục để lên máy bay từ Việt Nam bay qua Thái. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải apply cái Thai Pass. Và cái này mình recommend các bạn nên apply trước đó khoảng 1 tuần. Bởi vì nó hên xui à, có khi là nó sẽ duyệt trong vòng 1-2 ngày, có khi thì nó mất đến 1 tuần. Nên là tốt nhất là mình nên apply trước 1 tuần. Hiện tại thì đi qua Thái các bạn không cần phải test COVID PCR nữa, mà chúng ta sẽ phải apply cái Thai Pass này. Thì để apply được cái Thai Pass á, thì các bạn thứ nhất là phải mua được cái bảo hiểm. Bảo hiểm này là nó cover cái tiền chi phí cho nếu các bạn bị COVID á, thì nó sẽ cover luôn. Và cái này ở Việt Nam mình mua bảo hiểm sẽ tầm khoảng 600-700 ngàn gì đó, tùy cái công ty bảo hiểm và tùy cái thời hạn mà các bạn mua bảo hiểm. Nói chung là nó quy định nó là cái thời hạn mà các bạn mua bảo hiểm á, nó phải trùng khớp với cái thời gian mà các bạn ở Thái. Khi mà mình đã book vé khứ hồi rồi ha, thì mình ví dụ mình đi 14 ngày, mình chỉ mua bảo hiểm thời hạn trong vòng 14 ngày thôi thì sẽ tiết kiệm hơn. Còn nếu như mà các bạn đi hẳn 1 tháng á, thì các bạn mua bảo hiểm trong vòng 30 ngày thì nó sẽ đắt hơn một chút xíu. Và khi mà mình đang edit cái video này vào ngày 22 tháng 4 thì Thái Lan đã ra thông báo rằng khi các bạn nhập cảnh Thái từ ngày 1 tháng 5 thì chúng ta sẽ không cần phải thực hiện theo cái chương trình Test and Go nữa. Có nghĩa rằng các bạn đến Thái Lan thì chúng ta chỉ cần apply cái Thai Pass này và không có cần phải ở trong khách sạn để chờ kết quả PCR và cũng không có cần phải test PCR ở Thái Lan nữa. Đây đúng là một cái tin vui và sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Ok, và đó là một số những cái lưu ý cập nhật về cái thủ tục hiện tại. Tuy nhiên là trong tháng 5, tháng 6 thì nó sẽ có một số những thay đổi nữa. Chúng ta sẽ đi một cách thoải mái hơn. Thì hy vọng là sẽ có những cái thông tin tốt để mọi người có thể đi chơi một cách thoải mái. Và chuyến bay này thì mình đã bay từ tuần trước, vì vậy nên là mình sẽ đi theo dạng Test and Go, nghĩa là mình sẽ đến Thái Lan và ở trong khách sạn cho đến khi nào mà mình nhận được cái kết quả kiểm tra PCR âm tính thì mình mới được ra ngoài. Và bay theo cái dạng này thì chi phí nó sẽ cao hơn nhiều, bởi vì các bạn sẽ phải trả cái tiền mà ở khách sạn cách ly cái ngày đầu tiên nè, và cả cái tiền mà đưa rước ở sân bay nữa. Một cái lưu ý nho nhỏ cho các bạn, khi mà lên máy bay thì tiếp viên hàng không sẽ phát cho mình một cái tờ giấy xanh xanh như thế này. Và đây là TM6 form, một cái form cực kỳ quan trọng khi mà các bạn đến Thái Lan. Các bạn có thể hiểu là cái form này nó giống như là đăng ký tạm trú vậy đó. Khi mà tụi mình đến một cái đất nước nào đó không phải là Việt Nam thì tụi mình phải đăng ký tạm trú với người ta là tôi sẽ đăng ký là tôi ở đây từ ngày này đến ngày này và những cái thông tin của tôi là như thế này, thì lúc đó hải quan mới cho bạn nhập cảnh. Cái tờ giấy TM6 này nó rất là quan trọng, không kém gì cái passport của bạn khi mà bạn ở Thái Lan đâu, bởi vì cảnh sát sẽ có thể yêu cầu kiểm tra passport đồng thời là TM6 của bạn bất kỳ lúc nào luôn á. Đặc biệt là đối với những bạn là du học sinh hoặc là những người mà ở Thái Lan trong thời gian dài thì cái tờ TM6 này nó sẽ là một cái yêu cầu quan trọng trong quá trình mà bạn làm gia hạn visa hoặc là những giấy tờ cá nhân liên quan nha. Và bây giờ thì mình đã được phát một bữa ăn nhẹ trên máy bay. Wow. Nhìn khá là ngon nha mọi người.
còn có cái này là tráng miệng. Cái này hình như là mì ăn liền đó mọi người. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang vừa mới đáp xuống sân bay Suvarnabhumi và chuẩn bị để đi vào hải quan nha mọi người. Ở đây thì người ta có chỉ là Thái Lan Bus Checkpoint là ở bên này. Mình sẽ đi thẳng vào trước nha. Tới đây thì mình sẽ phải show cái Thái Lan Pass của mình. Đến đó thì mình vừa mới show cho người ta cái Thái Lan Pass scan code của mình. Sau đó thì mình sẽ đi vô. Nói chung là đưa passport và cái TM6 mà lúc nãy ở trên máy bay mình có điền á. Và mình sẽ đi đến cột 14 để lấy hành lý của mình nha. Hiện tại là vừa mới ra khỏi hải quan thôi. Cột 14 ở bên kia. Ở đây thì họ có để những cái xe sẵn như thế này nè, cũng khá là chu đáo. Ở phía bên kia đó là cái quầy đồ miễn thuế, mọi người có thể mua đồ miễn thuế trước khi đi vô lấy hành lý nha. Có một cái rất là hay là họ có một cái QR code như thế này á, và mình sẽ khi mình scan á thì mình sẽ có thể check được cái để mình scan cho mọi người xem nha. Đây, khi mình scan thì mình sẽ tìm cái tên của khách sạn mà mình ở nha. Đây, cái khách sạn mà mình ở thì mình tìm ở đây thì nó sẽ ra được là cái desk number để mình có thể đi tìm cái khách sạn của mình. Ờ, cái này là mấy em chó nghiệp vụ để đi ngửi xem là có hàng cấm cái gì đó không á mọi người. Dễ thương he. Vali của mình đến rất là nhanh nha mọi người. Ở đây rồi. Wow, rất là nặng. Việc tiếp theo là mình sẽ cho hết đồ lên xe, bởi vì mình có rất là nhiều hành lý. Ok, ổn định rồi, bây giờ chúng ta đi thế nào? Khi mà mình đi ra đến ngoài thì họ yêu cầu scan lại một lần nữa cái hành lý của mình. Nên là trời, mình rinh lên xuống với phát mệt. Hai mọi người ơi, mình xin đính chính lại với mọi người là cái scan QR code hồi lúc nãy nó không có cái tác dụng gì hết trơn á. Tại vì hotel họ đã nói với mình là chờ ở cổng nào rồi, gặp họ ở cổng nào rồi á. Nên là khi mà mình đi lại cái bàn thông tin á thì người ta cũng chỉ thông tin như vậy thôi chứ không có gì khác hết. Nhưng mà ok, thì để cho chắc ăn thì mọi người có thể đến hỏi một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi ra cổng mà đã hẹn với hotel nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay toàn cảnh cái lúc mà mình check out nó như thế nào nha mọi người. Nãy giờ là mình đã xong hết thủ tục rồi. Mọi người có thấy người ta cầm những cái bảng như vậy không? Để người ta đi tìm hành khách á, đi tìm khách của họ. Mình có thấy là review ở sân bay đang rất là lộn xộn, nhưng mà để xem sao. Ok hả? Ok. Hỏi đi ha. Chư Minh hả? Passport. Còn nhớ còn là check in sao còn hay check in soi sổ khác. Anh check in. Ủa tự nhiên xong rồi mình show cái thông tin booking của mình xong rồi bảo là không phải là ở khách sạn đó. Rồi mình mới show bạn này á là cái email mà mình đã booking thì chính xác. Okay, hả phun ha. A few moments later. Ok mọi người, mình đã gặp khách sạn rồi và đang ngồi chờ 10 phút thì xe sẽ đến đón. Và cái bạn nhân viên lúc nãy tự nhiên cái bạn nói là không phải, là mình cũng hơi hết hồn chút xíu. Nhưng mà ok, mình đã show họ cái email confirmation của mình nên là đã có tên trong danh sách rồi. Nên ok, giờ mình sẽ ngồi chờ xe nha. Đây là khung cảnh. Thực ra thì cũng không mấy hỗn loạn lắm mọi người nhờ. Ok mọi người, hiện tại thì mình đang ngồi trên xe pick up của khách sạn rồi. Và bây giờ thì họ sẽ chở mình đi đến bệnh viện trước để làm cái PCR test. Sau đó thì mới đi về khách sạn. Những cái xe rộng trước mình thôi. Cái kia đó là sân bay Suvarnabhumi nha mọi người. Giờ thì mình sẽ ngồi đây và có một cái nhân viên y tế đến để chọc mũi mình mọi người ạ. Chuẩn bị xem một cái màn chọc mũi nhé. Hà đi ha. The nurse will Oh, you can speak English? Yeah.
So this one is for day 5? Yes, that's on day 5. Uh-huh. And this is the, you'll be giving that to the nurse at the next station. Oh, okay. Họ phát cho mình một cái ống như thế này. Cái này chắc là ống đựng kết quả của mình đó. Thì khi đến cái trạm tiếp theo đó, thì họ sẽ bắt đầu là chọc mũi. Còn bây giờ thì vẫn chưa. Đồng thời thì họ cũng sẽ phát cho mình một cái bộ test nhanh như thế này. Cái này là dùng cho ngày thứ 5. Sai hả? Sai hả? Ok, họ cũng khá. Trời ơi, oh my god. Quá là kinh khủng. Đó, vậy là xong rồi mọi người. Bây giờ thì xe sẽ chở mình về khách sạn. Và mình sẽ bị nhốt ở trong khách sạn trong vòng mấy tiếng đồng hồ cho đến khi mà mình lấy được cái kết quả xét nghiệm. Hiện tại là mình vừa mới tới khách sạn đó mọi người. Và nhân viên đang lấy hành lý giúp mình. Check-in và mình sẽ phải deposit 500 bạc mọi người. Ok mọi người ơi, bây giờ thì mình sẽ đi lên phòng nha. Và những cái hành lý của mình đó thì người ta sẽ giúp mình đem lên. Mình sẽ đi lên thẳng phòng mình luôn. Thì phòng của mình đó là phòng ở lầu 7 nha. Oh man. Yeah. Wahoo. Wow, ok nha. Bên này có nhà bếp nè. Và ở bên trong thì mới là phòng ngủ. Thì mình sẽ đi một vòng ha. Đầu tiên thì ở đây là toilet. Trời ơi, mọi người hết hồn hết vía. Tự nhiên cắm cái chìa khóa lên xong tivi nó mở luôn mọi người. Là mình hết hồn luôn trời. Và đây là tôi. Trong một cái dáng vẻ rất là te tua. Ok, mình sẽ cho mọi người đi xem một vòng cái phòng nè. Đầu tiên là toilet. Mình khi đi đâu mình cũng sẽ đi vào toilet để check trước. Ồ, khá là ok. Có bồn tắm nè, có bồn tắm luôn. Khá là đẹp và cái này ok nha. Được nha, được nha. Tủ, tivi, kệ. Và view thì ủa mình không được, mình không có được đi ra ngoài ban công hả ta? Chán thế. Bên này là tủ đựng đồ, có máy sấy nè. Sắt hả? Ok, cũng được. Giường cũng ok ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua để check cái nhà bếp. Quan trọng là cái nhà bếp á, là nó phải có cái gì ta? Tủ lạnh, nha trời. Ủa nãy giờ, đi vô mà không thấy cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh to đùng luôn mọi người ơi. Yeah. Yeah, được nha, được nha. Cái chỗ này nó giống mình book một cái gọi là studio một người á, mọi người. Có đầy đủ, nói chung là muốn ăn mì gói, muốn làm gì làm. Nấu ăn đồ cũng được luôn á. Được ha. Đây. Ở đây thì họ có cho hai chai nước. Còn đây là các bạn, nguyên tắc của cái phòng này là cái gói này nó sẽ bao gồm luôn cả đồ ăn sáng cho mọi người. Và đó là mình hỏi người ta thì người ta nói là đồ sáng nó là một cái hộp American breakfast. Thì nó sẽ có sandwich rồi này nọ đó. Rồi cái này thì nếu như mình muốn ăn cái gì thì mình sẽ order qua Grab hoặc là Foodpanda nè. Và tự trả tiền người ta sẽ đem đến phòng cho mình. Hello, hiện tại thì mình đang rất là ổn định ở khách sạn rồi. Và mình đã mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong. Nhìn mặt mình đã là tươi tắn hơn lúc nãy nhiều. Mình thấy rất là nhiều bạn nói là ở sân bay cũng đang rất là lộn xộn. Tuy nhiên là nếu như mọi người chịu khó để ý và xem những cái hướng dẫn của họ, ví dụ như họ có những cái scan QR code thì mình cứ scan đi. Nếu như có thông tin gì đó thì mình cứ cập nhật thêm hoặc là cứ đi hỏi nhân viên thì mọi thứ nó sẽ nhanh chóng hơn. Và có một điều mình lưu ý các bạn là các bạn nên cầm theo một cái bút. Bởi vì khi mà ở trên máy bay thì chúng ta nên điện cái form TM6 giống như mà lúc ở trên máy bay mình có nói với mọi người á. Thì mình điền cái đó trước thì khi mà xuống máy bay thì mọi thứ nó sẽ rất là nhanh chóng. Và cái khoảng mà người ta check cái Thái Lan pass với lại những cái giấy tờ của mình khi mà mình vừa mới xuống máy bay thì chưa tới 5 phút.
Nói chung là người ta check rất là nhanh, 1 phút à mọi người. 1 phút là xong, tại vì mình đã download về, sau đó thì mình, tại vì mình sợ là khi mà mình xuống máy bay mình không có wifi kịp thời á, nên là mình đã screenshot hết tất cả những cái tài liệu của mình. Thì khi đó người ta hỏi cái gì thì mình chỉ cần đưa ra đó. Nhưng mà người ta chỉ check duy nhất một cái passport của mình với lại cái Thái Lan pass thôi. Bởi vì cái Thái Lan pass là nó bao gồm hết tất tần tật những cái giấy tờ khác rồi. Nếu mà bạn được approve Thái Lan pass thì có nghĩa là bạn sẽ adapt tất cả những cái điều kiện để có thể nhập cảnh Thái Lan rồi. Thì một số những lưu ý như vậy, và hy vọng là video này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn. Và nếu mọi người thấy video này bổ ích thì đừng quên là like, share, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm video của mình vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Và bên cạnh đó thì mình cũng đăng rất là nhiều những video ngắn ngắn trong giữa tuần về cuộc sống Thái Lan, văn hóa Thái Lan nè, ngôn ngữ và tất tần tật mọi thứ. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tuần sau.